Hôm qua em có coi với clip ở trên mạng ấy, thì cũng có một số cái thông tin thì không biết là có đúng hay không, và họ cũng đã công khai lên những cái tin nhắn họ mà họ cho rằng là thầy gạ tình, đúng không? Mình nói cứ nói thẳng đi, đúng không? Thì không biết rằng là những cái thông tin đó nó như thế nào. Hôm nay em xuống gặp thầy, thầy có thể chia sẻ. Thì thầy cũng qua vì có Tina và Nguyễn Nam có mời thầy đi Bình Dương, chở thầy qua Bình Dương để tham quan khu Đại Nam. Thì trong đó thầy gửi gắm qua cái anh chàng này thầy chưa có quen biết bao giờ, thầy dục ngay tiệm hớt tóc. Thì sau đó thì anh chàng này thì cũng là quay phim, cũng là shopper gì, cũng là đi quay, cũng là cái chủ tiệm hớt tóc. Thì sau đó thì thầy đến thì Đại Nam là thứ hai với ba là họ nghỉ, không có, rồi thầy ngủ qua đêm. Thì tối thì tất nhiên thầy có ngủ cho cái phòng là thầy ngủ một mình. Thì thầy nói giờ tối thì anh em nào muốn, vì nó thường thường là lên nó cũng quay phim thầy từ lúc 8 giờ tối cho đến 12 giờ tối. Thầy nói giờ thì thầy cũng là phỏng vấn vô gì TikTok gì đó. Thì quay phim thầy mỗi ngày. Thì thầy nói giờ thì anh em nào cứ lên tâm sự thầy cho phép, muốn ngủ lại thì cũng được. Thì thầy cái tâm sự vậy thôi, thầy nhắn tin nói giờ có em, có anh hay có ai thì phòng thì ngủ của mình, thì thanh niên có quyền lên ngủ với nhau thì chuyện đó tất nhiên. Thì vậy cái tự nhiên cái thầy nói sáng mai sẽ đi sinh nhật, đó là do thầy qua thầy tính chơi từ sáng tới chiều, thầy không có cầm bộ đồ, có một bộ đồ nhất, nếu thầy tắm thì phải thay đồ phải giặt, nên thầy nói giờ con đi mua cho thầy mình bộ đồ thun đá banh cũng được, hoặc là đồ quần cục, quần dài hay cái áo thun áo gì cũng được. Thì thầy bận xong thầy cởi xuống chơi, thì chơi đi ăn uống gì cũng được, thì họ có biết thầy tu không biết gì cái cũng được, tại vì mình bận ở nhà mà. Thì trong phòng thầy cũng có thể bận quần cục quần lá, thì tại nói nhờ ông sư nào cũng giống nhau, không riêng gì nhà Phật tử. Ở chùa thì thường thường là ở ngoài Phật tử ha, đi tụng kinh này kia thì người ta bận áo y đầy đủ, khi mà vô phòng riêng ngủ thì người ta thì theo phòng có máy lạnh thì phải áo ấm đầy đủ, còn nếu mà phòng nóng quá thì các thầy cũng tử ra bằng quần cục giống người đời mình thôi. Thì vấn đề mà thầy vừa đi sinh nhật về cái tự nhiên cái nó không biết 4-5 đứa nó phè nó nói chuyện, và thầy nói không cho nói mà người lạ quen gì nó ra một đám, cái tự nhiên nhào vô chỉ vô mặt thầy, nói là nó chửi về cái gì dâm dục gì đó, mà thầy với nó chưa ngủ với nó lần nào mà cũng chưa ngủ em nó lần nào, mà tự nhiên cái nó bức xúc làm sao nó bức nút thầy, cái nói thầy là gì kêu bằng từ gì đó. Thì thầy không biết nhưng mà nó nhào vô, thầy cũng nhịn, thầy nói im đi đừng nói nữa, nhưng mà cứ nói nhào nói, rồi mấy đứa kia thì quay phim, thầy không biết nói mà có chạy đặt sẵn, mà lúc nó nói thì nó lại quay phim ba bốn đứa, thì xong cái đăng tin lên đó. Rồi vấn đề này là đó là nó bức xúc, nhưng mà mình qua mình phỏng vấn thôi, có em nó có ngủ với thầy là chưa, mà chính nó có ngủ với thầy lần nào chưa, mà thầy có làm gì chưa, hay là nhắn tin, giờ thầy nhắn tin cũng được, rủ nhau ngủ. Nhưng mà thầy có biết nguyên nhân là do đâu mà nó như vậy không? Thì không biết, là nói tóm gọn giống như giờ mình đến nhà mình đi, thì tất nhiên thầy cho thầy cái phòng hoặc là phòng của mình, thì thầy nói cứ không lẽ giờ đến nhà ta ngủ chung nam với nam không được, thì cái ngủ thì được, nhưng mà nói trong phép tắc nhà Phật á, là cái giới tỳ kheo thì ngủ riêng, cái giới sa di ngủ riêng, mà Phật tử với một ông sư ngủ chung. Nhưng mà riêng mình đến nhà người ta, ví dụ một giường hay là hai người ta không biểu pháp tác thì cũng phải ngủ chung. Nhưng mà cái do mình đụng chạm hay mình có cái gì đó là do bản thân mình, chứ giữ hay không là do mình, còn mình có ham muốn hay không cũng do mình. Đã nói là thầy nói tu là tự mình sửa, tu mình giữ giới, ta ra lực, nhưng mình giữ hay không là tự mình giữ. Giống như lực đời thầy cũng nói vậy, giống như lực người ta có pháp luật, tại mình làm những cái chuyện vi phạm pháp luật thì phải chịu với cái lực pháp luật của nhà nước. Thầy, cái đó là quy luật. Em nghe nói mấy bữa trước thầy có một cái chuyến đi Đại Nam, nhưng mà ngày hôm đó là sao mà thầy đi bộ về hả thầy? Đâu có đâu, cái vấn đề là không có đi bộ, là tụi quay phim này nó rủ thầy đi Đại Nam, nên là chở thầy đi chứ không có đi bộ. Là cuối cùng chuyến đó là thầy có đi không? Không có đi, chỉ có chở thầy vô rừng. Chở thầy vô rừng là ăn nó mua thịt, nó nướng xong, nó mời thầy ăn. Nhưng mà rất may là thịt đó đã nó chết rồi, với một phần là không phải nguyên con, mà mua thịt gì đó, thịt heo, thịt gà gì đó là đã mặn sẵn vô, nó nướng xong ăn, mà thầy ăn được, tanh lắm. Nó không phải ớt mà nướng xong nó cũng lặt nhách, nó không ngon. Rồi thầy ăn cũng được. Rồi trùng dế nó cũng nấu sẵn, nó gì tầm, đó là con tầm non á. Với dế nó không, ở ngoài Bình Dương này nó sản xuất dế, thì giờ nó làm món dế cho thầy ăn, thì thầy nói giống như Campuchia, đi đến Campuchia là thường thường họ làm những con trùng gì họ cũng bán chạy đường, ai thèm là ghé là ăn. Thầy cũng ăn nhưng dế. Mà thầy này,
Những cái tin nhắn như vậy á, những cái tin nhắn mà họ công khai lên, thầy xác nhận là có hay không? Không, thầy chỉ nói là thôi lên đây nghỉ với thầy, rồi còn có mấy cái gì tốt xấu là do nó nói lên, nó nhắn tin cho thầy, nó nói không. Vậy là họ tự biên tự diễn à? Đúng họ rồi, hại à? Chính xác. Chứ không phải là tin nhắn của thầy. Tin nhắn của thầy có, nhưng mà thầy nói là thôi lên nghỉ với thầy cho vui rồi hoặc tâm sự, mà nó cũng 12 giờ rồi, nó cũng đâu có, nó đó cũng đâu có lên đó không. Ở dưới đây là nghỉ ngủ với vợ, không lên với thầy phục vụ thầy được. Rồi nhiều khi rồi em nó thì nó cũng, em nó cũng đâu đó, thì nó để ngày mai thầy muốn tâm sự hay mua nước nôi gì nó đưa đứa em lên, thì nói trời ơi thì cái đó quá tốt chứ thầy sao mà từ chối được. Thì nói ừ chấp nhận thì được. Nó mà chấp nhận gì thì nhà mình muốn đưa ai lên hay không là chuyện của mình, làm sao thầy chứa người, chừng nào thầy đưa người lại về mà cái nhà ta thì cái đó thầy sai, nhưng mà thầy đâu có đưa người nào về đâu. Thầy ngủ đậu mà do tụi nó dục qua rồi hôm ngày mai đi, nhưng mà tụi nằm Nguyễn Nam với con Tina nó lừa thầy. Nó qua nó hô sáng mai nó sẽ qua, nhưng mà nguyên ngày đó nó không qua. Cái thầy nói tao không qua, cái nó hô nó mất công chuyện. Chuyện nó quan trọng quá, nó hứa với thầy phải cho đúng, còn này nó lừa thầy. Bao nhiêu lần nó hình như được khắc hứa. Ví dụ hẹn 8 giờ, 10 giờ mới có, hoặc hẹn thầy 10 giờ hẹn quốc 12 giờ khi là nó không đến được. Nó kêu thầy về đi rồi đi đâu rồi lát nó sẽ rước. Thì đa số là nó đã lừa thầy nhiều lần. Là mất hứa cái giờ giấc. Nhưng mà đi thì có đi, nó ăn thì nó cũng mua cho thầy ăn thiệt. Là cái đó là công nhận là nó đi nhà hàng đâu nó cũng bao thầy là đúng. Nhưng mà nói về người tu thì người đời phải bao cho ông sư, chứ ông sư không khởi đà bo cho người đời. Mà ông thầy đời, mà ông sư cũng có tiền để trả cho mình. Ví dụ như một là mình nói từ đầu vô quán mạnh ai nấy, nấy ăn nấy trả thì thầy sẽ tự trả. Còn giờ mình đã nói mời thầy bao thầy thì phải vô mình trả. Chứ tự nhiên ăn xong cái bắt thầy trả tiền đâu thầy trả. Giống như này đó, bữa đó đây nè, vô quán cái kêu thầy trả, đây này cũng kêu rồi, cái dù là giỡn nhưng mà không được phép. Tại ông sư ăn là mình ăn nữa, tự nhiên mạnh ai nó trả, tự nhiên cái bắt thầy trả, tiền đâu thầy trả. Cái đó quy tắc không có. Nhưng mà thầy nói là thầy nhiều tiền mà, tiền không thiếu mà. Giờ thầy có tỷ phú cũng đi ăn sòng phẳng, ở bao là bao, ai mời là người đó phải trả. Còn không ấy là mạnh ai nấy trả, chứ đâu có quy tắc là hù giàu có tỷ phú cái đi cái tự nhiên cái ổng bao mình suốt. Đâu có bao suốt đâu, lâu lâu thôi. Đi làm phước thôi mà. Thôi mà. Không người được đời à? Khác, người tu, người đời người đời nhau, còn tóc đốc nhau. Khi mà đi với mộng sư lúc nào mình cũng phải khỏi, là mình phải trả. Ê, đi đâu cũng vậy. Còn mình mời với người đời, mình mời người ta là mình phải lo. Còn người ta ví dụ rủ, mình nói đi chơi khoai nhang, còn ăn uống tự túc, ngủ nghỉ tự túc. Thì đó tự túc, mà khi mà mình nói mình mời người ta đi rồi, là mình phải lo từ A đến Z luôn. Quy định đời hay đạo cũng giống nhau. Mà đi với nhà sư lúc nào mình cũng bao cho nhà sư, chứ không để nhà sư trả. Nhà sư dù giàu có cỡ nào, chùa to hoặc lớn cỡ nào cũng không có phép tắc nào mà ông sư trả tiền cho mình người đời. Mà người đời mình làm ăn kinh doanh có đồng ra đồng vô mỗi ngày mình phải trả. Còn ông sư làm gì mà có tiền bao cho người đời. Không lẽ thầy về thầy mở cái phần công đức ra, thầy lấy tiền thầy đi chơi. Đâu được phép, tiền đó để họ cúng để xây dựng chùa, sửa sang chùa, nuôi đệ tử ăn học. Và tiền đến chi? Đóng tiền điện, tiền nước, điện sinh hoạt hàng ngày. Chứ không thể nào nói tình trạng là vấn đề là lấy tiền ra để đi ăn chơi là sai và vi phạm pháp luật, và mình làm vậy là tổn phước mình. Mình lấy cái tiền tam bảo là tiền của bá tánh, hoặc tiền mồ hôi nước mắt, không biết đồng tiền đó học có liêm chính hay không, mà mình lấy tiền mình làm bậy là mình mắc nợ ăn lông ở lộ mấy đời cũng trả không hết.